Giải mã ý nghĩa nằm mơ thấy gắn vàng, ngủ mơ thấy gắn vàng chết. Giấc mơ thấy gắn vàng chết là điềm báo nhắc nhở bạn, dù có đứng trước bất cứ khó khăn nào thì bạn đừng nản lòng từ bỏ. Mọi việc đều có hướng giải quyết, nên bạn cần bình tĩnh, dành thời gian suy nghĩ, đưa ra phương án giải quyết tốt nhất. Bên cạnh đó, giấc mơ này cũng nhắc nhở bạn nên học cách kiên nhẫn. Ngủ mơ thấy gắn vàng chết. 09. Nằm mơ thấy gắn vàng bò vào hang. Giấc mơ thấy gắn vàng bò vào hang báo hiệu nhà bạn sắp có trộm, tài sản có giá trị sẽ bị mất mát. Hơn nữa, người này biết gõ mọi ngóc ngách ở trong nhà bạn. Bên cạnh, cần đề phòng với những người có mối quan hệ với bạn. Nằm mơ thấy gắn vàng bò vào hang, số may mắn số 10-01. Mơ thấy gắn vàng bò vào nhà. Giấc mơ thấy gắn vàng bò vào nhà mang đến điềm may mắn, thành công, hưng thịnh trong cuộc sống, công việc. Sắp tới bạn sẽ nhận được may mắn thuận lợi, được cấp trên tin tưởng. Những người bạn nên cố gắng nỗ lực để cấp trên tin tưởng và thừa nhận năng lực của bạn. Số may mắn gắn bò vào nhà 18-29. Mộng thấy gắn vàng cắn. Nếu bạn mơ thấy mình bị gắn vàng cắn thì giấc mơ này báo hiệu bạn bị ai đó hãm hại hoặc công việc sẽ gặp nhiều trục trặc. Trong tương lai, bạn nên cẩn thận với đối tác, từ người xung quanh, bởi gấp có thể người thứ ba là người duy nhất để có thể lợi dụng bạn. Nếu mơ thấy người khác bị gắn vàng cắn là điềm báo xấu, cho biết bạn làm điều gì đó trái với lương tâm, nên giấc mơ này ám chỉ bạn phải biến cố nào đó. Tuy nhiên, mức độ làm việc xấu của bạn mà bạn gặp phải là lớn hay nhỏ mà thôi. Mộng thấy gắn vàng cắn, đánh ngay 30. Chim bao thấy gắn vàng rượt đuổi. Mơ thấy gắn vàng rượt đuổi có lẽ không thể trốn chạy khỏi những vấn đề của mình mãi mãi. Nếu bạn chưa từng hành động, vấn đề sẽ không bao giờ được giải quyết mà chỉ tích tụ lại. Hãy cố gắng dũng cảm đối mặt với khó khăn và rồi sẽ vượt qua được chúng. Chim bao thấy gắn rượt đuổi 7703. Nằm mơ thấy gắn vàng leo lên cây. Chim bao thấy gắn vàng trên cây là một dấu hiệu rõ ràng rằng bạn phải kiểm soát nhiều hơn nữa, vì bạn phải cố gắng chỉ giao phó những bí mật của bạn cho đúng người và hoàn toàn tin tưởng người đó. Nằm mơ thấy gắn vàng trên cây 6626. Ngủ mơ thấy gắn vàng trên giường. Giấc mơ thấy gắn vàng trên giường cho thấy bạn phải lưu ý, nếu bạn đang trong mối quan hệ, nó có thể để là một khủng hoảng trong các mối quan hệ của bạn. Nó cho thấy người bạn yêu có thể mất hứng thú và bắt đầu rời xa. Nằm mơ thấy gắn trên giường số 11. Một số giấc mơ thấy gắn vàng khác. Ngủ mơ thấy gắn vàng khổng lồ. Giấc mơ này cho bạn biết sắp được tham gia một sự kiện lớn quan trọng. Ngủ mơ thấy gắn vàng nhỏ. Giấc mơ này báo hiệu cho biết chuyện tình cảm của bạn đang rất hạnh phúc. Ngủ mơ thấy gắn vàng nhạt. Giấc mơ này khuyên bạn nên thường xuyên quan tâm đến người thân trong gia đình. Ngủ mơ thấy gắn màu vàng đậm. Giấc mơ này cho biết bạn đang đố kỵ với những người khác. Ngủ mơ thấy gắn vàng dưới nước. Giấc mơ này cho biết bạn đang có nhiều áp lực trong cuộc sống. Ngủ mơ thấy gắn bằng vàng. Giấc mơ này chắc chắn là điềm báo may mắn, tài lộc của bạn rất tốt. Vậy mơ thấy gắn vàng nên đánh số mấy? Mơ thấy gắn vàng khổng lồ 46-16. Mơ thấy gắn vàng nhỏ 13-31. Mơ thấy gắn vàng nhạt 53-33. Ngủ mơ thấy gắn vàng đậm 20-29. Ngủ mơ thấy gắn vàng dưới nước 42-22. Ngủ mơ thấy gắn bằng vàng 48-47. Ngủ mơ thấy gắn quấn người 54-24. Ngủ mơ thấy nuôi con gắn vàng 19-25. Ngủ mơ thấy gắn vàng đi bị bắt 59-39.
Ngủ mơ thấy giết chết con gắn vàng 99-34. Ngủ mơ thấy nhiều con gắn vàng 89-69. Ngủ mơ thấy bị gắn vàng làm bị thương 48-08. Mơ thấy con gắn vàng và trắng 54-21. Ngủ mơ thấy gắn vàng và đen 48-78. Thông tin giải mã giấc mơ vừa rồi chỉ mang tính chất tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn giải mã giấc mơ tiếp theo. Xin chào.